Mới đây, nghị sĩ Ukraine Alexander Goncharenko đã đưa ra nhận định rằng nếu Ukraine không gia nhập NATO, có lẽ nước này cần sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ sự tồn vong của Kiev. Nghị sĩ Goncharenko cho biết, trừ khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của NATO, không có cách nào khác cho nước này ngoài việc phát triển hoặc có được vũ khí hạt nhân. Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần vừa qua, nhà lập pháp Ukraine đã đề xuất rằng liệu có các phương án nào khác cho Kiev để đối phó với Nga ngoài việc gia nhập NATO. Hai phương án mà ông nghị sĩ đề xuất là Ukraine có thể hợp tác với một cường quốc hạt nhân hoặc phục hồi tiềm năng hạt nhân của mình. Tuy nhiên, câu hỏi này chưa nhận được câu trả lời từ phía nhà ngoại giao Mỹ. Tối ngày 18 tháng 2, ông Goncharenko viết trong một bài đăng trên Telegram rằng: "Một lần nữa tôi sẽ nói thẳng thắn và cởi mở. Tôi ủng hộ việc vũ khí hạt nhân trở lại Ukraine và tôi tin rằng đây là lựa chọn duy nhất để chúng ta có thể sống sót." Nhà lập pháp này tiếp tục đề xuất rằng nếu NATO từ chối chúng tôi, Ukraine phải tự sản xuất tên lửa hạt nhân và cho rằng Kiev sẽ sẵn lòng chấp nhận mọi biện pháp trừng phạt tiềm năng do vi phạm hiệp ước ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân. Ông tuyên bố, chúng tôi không cần 1.000 vũ khí, chúng tôi chỉ cần 20 vũ khí. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin cụ thể về cách mà ông hy vọng Ukraine sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính phủ Ukraine chưa phản ứng trước nhận định của nhà lập pháp này. Hồi năm ngoái, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov thừa nhận rằng nước này gần như không có khả năng sản xuất ra vũ khí hạt nhân. Khi được hỏi về khả năng Ukraine khôi phục lại vị thế hạt nhân sau khi Liên Xô tan rã hay không, ông Danilov đã trả lời rằng việc này gặp phải nhiều khó khăn, không chỉ về mặt chính trị mà còn về mặt công nghệ. Ông nhấn mạnh rằng quản lý các kho dự trữ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Ukraine là một thách thức phức tạp. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng đã có các trường hợp quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn được các đồng minh của NATO đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ. Ông thừa nhận rằng việc đạt được điều này trong trường học của Ukraine là không dễ dàng và sẽ đối mặt với những rào cản nghiêm trọng. Năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine kế thừa khoảng 1/3 số đầu đạn hạt nhân cùng với cơ sở hạ tầng tương ứng. Tuy nhiên, vào năm 1994, Kiev đã tự nguyện từ bỏ vũ khí này trong trao đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga, theo bản ghi nhớ Budapest. Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng sự can thiệp của phương Tây vào các vấn đề nội bộ của Ukraine đã làm suy yếu hiệp ước này. Hồi đầu năm 2022, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Zelensky đã phát đi tín hiệu rằng Kiev có thể từ bỏ cam kết trở thành quốc gia phi hạt nhân. Ông lập luận rằng bản ghi nhớ Budapest không chỉ khiến Ukraine không có vũ khí hạt nhân, mà còn khiến nước này không có an ninh đáng tin cậy. Ông Putin lên tiếng về tin đồn Nga đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã phản hồi thông tin cho rằng Moscow có thể triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ngày 20 tháng 2, Tổng thống Putin tuyên bố rằng lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và minh bạch. Chúng tôi luôn kiên quyết phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Chúng tôi không chỉ kêu gọi các bên duy trì các hiệp ước đã có hiệu lực, mà còn liên tục nhấn mạnh vào việc ủng hộ các hiệp ước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, quan chức đã có mặt tại Điện Kremlin để báo cáo về hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, cũng đã lên tiếng về những tin đồn từ Mỹ. Ông nhấn mạnh, Nga chưa triển khai và không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Chúng tôi không hề có kế hoạch đó. Trước đó, một nguồn tin vào ngày 14 tháng 2 đã nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ đã thông báo với Quốc hội nước này và các đồng minh châu Âu tin tình báo mới liên quan đến hoạt động hạt nhân của Nga và những nỗ lực phát triển vũ khí trong không gian. Tuy nhiên, nguồn tin này nói thêm, vũ khí mới của Nga không gây ra mối đe dọa khẩn cấp nào cho Mỹ. Giới phân tích theo dõi các chương trình không gian của Nga cho biết, mối đe dọa trong không gian đó có thể không phải là đầu đạn hạt nhân, mà là một thiết bị năng lượng cao, cần năng lượng hạt nhân để thực hiện một loạt các cuộc tấn công chống lại vệ tinh. Chúng có thể bao gồm thiết bị gây nhiễu tín hiệu, vũ khí có thể làm mù cảm biến, hình ảnh hoặc xung điện từ, đốt cháy tất cả các thiết bị điện tử của vệ tinh trong một vùng quỹ đạo nhất định. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cho biết, nhiều khả năng Nga đang phát triển một hệ thống chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng tác chiến điện tử, khi ở trên quỹ đạo chứ không phải là đang phát triển vũ khí hạt nhân mang đầu đạn hạt nhân gây nổ. Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ vào năm 2023 cho biết Nga đang phát triển một loại vũ khí được thiết kế để nhằm vào các vệ tinh riêng lẻ và cũng có thể đang phát triển các hệ thống sử dụng năng lượng cao hơn nhằm vào các vệ tinh. Điện Kremlin đã bác bỏ cảnh báo của Mỹ về vũ khí hạt nhân mới của Moscow trong không gian và gọi đó là sự bịa đặt ác ý. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cảnh báo của Washington rõ ràng là nỗ lực nhằm thuyết phục Quốc hội chi thêm ngân sách chống lại Nga. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa phương Tây và Moscow kể từ khi cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Cả Moscow và Washington đều cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột giữa NATO và Nga. Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Kho vũ khí của hai nước này chiếm khoảng 90% vũ khí hạt nhân toàn cầu và cả hai bên đều có vệ tinh quân sự tiên tiến. Hiệp ước năm 1967 mà Mỹ và Nga đều là thành viên cấm các bên ký kết đặt vào quỹ đạo quanh trái đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Tuy vậy, trong những năm gần đây, những bất đồng giữa Moscow và Washington đã làm xói mòn khuôn khổ các hiệp ước kiểm soát vũ khí nhằm giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa hai bên. Dẫn lời hai quan chức giấu tên, đài NBC News cho biết, chính quyền Tổng thống Biden sẵn sàng gửi biến thể tên lửa ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật phân đội cho Ukraine, nếu gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ được Thượng viện phê duyệt. Gói viện trợ này đang bị các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội ngăn chặn. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine. Trong diễn biến khác, Canada mới đây đã thông báo sẽ chuyển hơn 800 máy bay không người lái cho Ukraine sớm nhất từ mùa xuân năm nay. Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Canada cho biết máy bay không người lái đã trở thành một năng lực quan trọng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo Bộ Quốc phòng Canada, máy bay không người lái có tầm quan trọng trong việc thu thập thông tin tình báo và do thám, cũng như có thể sử dụng trong việc vận chuyển hậu cần, bao gồm đạn dược. Số máy bay không người lái Canada sẽ chuyển cho Ukraine trị giá 70 triệu đô la Mỹ và là một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 370 triệu đô la Mỹ mà Canada từng cam kết cho Ukraine. Canada tới nay đã cam kết viện trợ quân sự tổng cộng 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại đây bắt đầu 2 năm trước. Mới đây, Trung đoàn Azov của Ukraine công bố một đoạn video trên Telegram ghi lại cuộc tấn công táo bạo vào quân đội Nga khiến nhiều binh lính thiệt mạng. Đoạn video được quay bằng camera nhìn đêm do một người lính thuộc Lữ đoàn Lực lượng đặc biệt số 12 điều khiển. Lữ đoàn viết trong chú thích kèm theo clip rằng nhóm tiến hành đột kích vào hậu phương của đối thủ. Đoạn video trình chiếu những thước phim độc đáo, ghi lại cảnh những binh sĩ Nga bị hạ gục trong trận cận chiến. Không rõ đoạn phim được quay khi nào và ở đâu. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Quân đội Kiev cho biết trong một bản cập nhật ngày 19 tháng 2 rằng Nga đã mất 1.290 binh sĩ chỉ trong một ngày, tổn thất lớn nhất được báo cáo trong năm của Moscow. Là một phần trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải số liệu về tổn thất quân đội và trang thiết bị của Nga. Họ cho biết Moscow đã mất 1.290 binh sĩ trong 24 giờ qua. Theo số liệu thương vong mới nhất của quân đội Nga, nâng tổng số lên 403.720. Bản cập nhật cho biết, Nga cũng đã mất tổng cộng 6.498 xe tăng, 12.232 xe chiến đấu bọc thép, 9.733 hệ thống pháo và 336 máy bay phản lực quân sự trong cuộc chiến đang diễn ra. Newsweek không thể xác minh độc lập số liệu của Kiev. Các ước tính về con số thương vong khác nhau, trong đó con số của Ukraine thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Moscow hiếm khi chia sẻ thông tin về thương vong mà nước này phải gánh chịu trong cuộc chiến. Hồi tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ Moscow đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu. Bộ Quốc phòng kể từ đó đã báo cáo số thương vong thêm 3 lần nữa, xác nhận có thêm 162 binh sĩ thiệt mạng, BBC đưa tin. Giống như Moscow, Kiev không cung cấp thông tin cập nhật về thương vong trong xung đột. Một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ vào tháng 4 năm 2023 cho biết Ukraine có từ 124.500 đến 131.000 người thương vong, trong đó có 15.500 đến 17.500 người thiệt mạng. Tháng 12 năm ngoái, ông Shoigu cho biết rằng Ukraine đã mất hơn 383.000 quân kể từ khi xung đột bắt đầu. Tuy nhiên, Newsweek không thể xác minh độc lập các số liệu. Trong phân tích về cuộc xung đột ở Ukraine hôm 18 tháng 2, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết các lực lượng của Moscow hiện đang tiến hành ít nhất 3 nỗ lực tấn công, bao gồm gần ngôi làng trọng điểm Robotyne ở phía nam Zaporizhia của Ukraine. Cùng ngày 18 tháng 2, Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng quân đội Nga đã cố gắng 10 lần không thành công để tấn công các vị trí của lực lượng họ ở Robotyne.